Chào các bạn thân mến, với một triều đại có thời gian tương đối ngắn nhưng đã để lại cho nền văn minh nhân loại một trong những giá trị đồ sộ bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, nhà Tần, mà người đứng đầu là Tần Thủy Hoàng, một hoàng đế vĩ đại hay độc tài bậc nhất. Mời các bạn cùng chúng tôi đi tìm chi tiết trong 8 tập phim để hiểu rõ một quá trình hình thành, phát triển của nền văn minh nhà Tần. Mời các bạn đến với tập 1. Trong chiều dài lịch sử hơn 5.000 năm của văn minh nhân loại, nền văn minh Trung Hoa là một kỳ tích vĩ đại. Bắt đầu từ năm 221 trước công nguyên, Trung Quốc trở thành quốc gia chuyên chế tập quyền đa dân tộc, được khai sinh ở phía đông của thế giới. Trong hơn 2.000 năm về sau, Trung Quốc luôn là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới và từng có những giai đoạn phát triển huy hoàng, bao gồm vào thời nhà Hán, Tùy Đường, nhà Nguyên, và thời kỳ đầu nhà Thanh. Thế kỷ 13 công nguyên, nền văn minh Trung Hoa phát triển đến đỉnh cao, Trung Quốc trở thành trung tâm văn hóa và thương mại phồn vinh nhất trên thế giới vào thời bấy giờ. Bằng nhiều những phát minh đầu tiên như la bàn, kỹ thuật chế tạo giấy, kỹ thuật in ấn và chế tạo thuốc nổ, Trung Quốc đã có những cống hiến quan trọng cho lịch sử của thế giới cũng như là sự phát triển khoa học kỹ thuật của nhân loại và người trung hoa cũng sở hữu kỹ thuật làm nông nghiệp và thủ công nghiệp đất đai trong thiên hạ đều là đất của quân vương nhân sĩ trong thiên hạ đều là thần tử của quân vương ưu thế trường kỳ của đế quốc trung hoa tạo nên cảm giác ưu việt cực lớn của nền văn hóa trung hoa theo quan niệm truyền thống của xã hội phong kiến trung hoa trung quốc là thiên triều chi quốc là trung tâm văn minh của thế giới hoàng đế trung hoa là thiên hạ cung chủ lật ngược về những trang sử thế giới từ thế kỷ 16 trở về trước, quan niệm ấy đích thị là sự thật. Napoleon từng nói với Lord Amherst, nhà ngoại giao của nước Anh rằng Trung Quốc là chú sư tử đang ngủ say. Khi chú sư tử ấy bừng tỉnh, thế giới sẽ bị chấn động. Napoleon cả đời trung hoành ngang dọc khắp châu Âu. Ông từng nhiều lần đánh bại liên quân của nhiều nước, Bậc đế vương hô mưa gọi gió ấy sao lại có nhận xét như thế về đất nước Trung Hoa thời bấy giờ? Ông ấy căn cứ vào đâu? Xem lại những trang sử sách của thế giới cận đại, chúng ta sẽ phát hiện thời đại mà Napoleon sống từng là thời kỳ nền văn minh cổ xưa lâu dài bị phân thành nhiều khu vực khác nhau, nơi nào cũng thế, châu Âu cũng vậy, châu Phi cũng thế, còn những quốc gia sở hữu lãnh thổ rộng lớn lại thiếu nền văn minh cổ xưa lâu dài. Nước Nga là vậy, nước Mỹ cũng thế. Quốc gia thật sự có thể dung hợp được nền văn minh cổ xưa cùng biên cương rộng lớn và quốc gia ấy chính là Trung Quốc. Napoleon luôn muốn thống nhất châu Âu vì ông hiểu rõ chỉ có việc kết hợp sức mạnh của văn minh và lãnh thổ rộng lớn mới thật sự tạo nên một đế quốc vĩ đại. Nhìn về chiều dài lịch sử 5.000 năm của thế giới, chúng ta có thể đưa ra kết luận thế này. Nền văn minh Trung Hoa đủ vĩ đại như thế, sức mạnh của đất nước Trung Hoa chẳng thể xem thường. Trung Quốc luôn tồn tại theo hình thức một quốc gia thống nhất, đấy chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Thân là quốc gia chuyên chế tập quyền đa dân tộc, tất cả quyền hành đều do hoàng đế nắm giữ. Thời thế tạo anh hùng, anh hùng tạo thời thế, vị hoàng đế tài giỏi hoàn toàn có thể thay đổi lịch sử. Trong lịch sử của đế quốc Trung Hoa có hơn 400 vị hoàng đế. Trong đấy có 13 vị vua kiệt xuất công lao được sử sách ghi nhận. Họ đã để lại dấu ấn đậm nét của mình không chỉ trong lịch sử của đế quốc Trung Hoa mà thậm chí là lịch sử của thế giới. Vào thời kỳ phong kiến, Trung Quốc luôn dựa vào tư thế của một đế quốc mà đứng vững ở phần phía đông của thế giới. Các dân tộc khác nhau dùng lịch sử của dân tộc mình cùng nhau viết nên trang sử huy hoàng của đất nước Trung Hoa. Thời kỳ nhà Tần Hán, đế quốc Trung Hoa đánh đuổi quân hung nô về phía Tây, dẫn đến một loạt những bấp bênh của châu Âu. Thời nhà đường, đế quốc Trung Hoa đánh đuổi quân đột quyết về phía Tây Bắc lại gây nên sóng gió cho vùng Trung Á và Đông Âu. Thậm chí hàng loạt những thay đổi triều đại từ Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cũng như những cuộc nổi loạn và khởi nghĩa ở từng triều đại chẳng qua cũng chỉ là những cuộc nội loạn trong suốt chiều dài lịch sử của đế quốc ấy mà thôi bây giờ chúng ta hãy nhìn lại lịch sử vĩ đại của đế quốc trung hoa tần thủy hoàng không nghi ngờ gì ông là người đầu tiên xây dựng nên đế quốc vĩ đại này ông cũng chính là vị hoàng đế khai quốc sự thống trị và tài năng của ông đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thống nhất các dân tộc của đất nước trung hoa trong lịch sử của đế quốc trung hoa năm 221 trước công nguyên thật sự là năm đầu tiên về mặt ý nghĩa của đế quốc. Thiên cổ nhất đế, tần thủy hoàng nhất thống thiên hạ, xóa bỏ chế độ chư hầu, thành lập quận huyện, thống nhất chữ viết, luật pháp, hệ thống đo lường, đường đi, xây dựng hệ thống giao thông, xây trường thành. Ông đã thống nhất lòng dân của đế quốc Trung Hoa thống nhất. Từ đấy, người Trung Quốc bằng trí tuệ chính trị cao và nền văn hóa đặc sắc đã đem tư tưởng đại nhất thống tạo nên lý tưởng chí thượng của toàn xã hội và từng cá nhân mãi mãi lưu giữ lại trong huyết mạch của tất cả người dân trung quốc tần thủy hoàng không hổ danh là vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc trung hoa danh xưng hoàng đế của các bậc đế vương phong kiến trung hoa bắt đầu từ thời tần thủy hoàng ông lấy niên hiệu tần thủy hoàng chính là hy vọng đại tần của ông sẽ được tiếp nối đến đời thứ hai thứ ba và mãi cho đến hàng vạn năm sau. Về điểm này, tuy con cháu của Tần Thủy Hoàng không làm được, nhưng ở góc độ khác về mặt ý nghĩa mà nói, thì những vị vua tọa giữ giang sơn sau đấy chẳng phải là tất cả đều là người kế thừa của Tần Thủy Hoàng đấy sao? Các nhà sử học có cách nói thế này, Hán thừa Tần chế, nghĩa là sau khi Lưu Bang thành lập nhà Hán ông đã kế thừa và phát triển chế độ đại nhất thống của tần thủy hoàng từ mặt ý nghĩa ấy mà nói lưu bang chính là người kế thừa đầu tiên của tần thủy hoàng thời kỳ cuối nhà tần thiên hạ đại loạn sở hán tranh hùng dẫn đến kết quả lưu manh chiến thắng anh hùng hạng vũ là người giành phần thắng trước tiên trong cuộc bá nghiệp giành thiên hạ nhưng hạng vũ căn bản không có khái niệm thiết lập chính quyền trung ương mà ông lại phân tán các chư hầu đến các vùng lãnh thổ khác nhau cách làm của ông thực tế là đưa Trung Quốc quay về thời kỳ chiến quốc chia năm sẽ bảy trước đây. Không nghi ngờ gì, đấy thật sự là bước lùi của lịch sử. Vì thế đến sau cùng ông thất bại trước Lưu Bang chẳng phải là điều lạ. Từ góc độ ấy, nếu nói Lưu Bang chiến thắng hạng vũ, chỉ bằng nói rằng thống nhất chiến thắng chia rẽ. Sở hán tranh hùng cũng đã mở ra một quy tắc trò chơi mới của đế quốc. Các hoàng đế thay nhau giữ ngai vàng, anh hùng chẳng cần biết xuất thân kết quả của quy tắc ấy là thắng làm vua thua làm giặc điều ấy đã giải quyết một cách êm đẹp vấn đề tính chính thống của việc thay đổi triều đại trong nội bộ đế quốc cũng như ở một mức độ nhất định nó đảm bảo rằng người có năng lực nhất sẽ trở thành vị vua khai quốc đưa đất nước hết lần này đến lần khác bước đến đỉnh cao vinh quang sau khi hán vũ đế đăng cơ ông đã bãi bỏ tư tưởng bách gia chư tử chỉ tôn sùng nho giáo. Ông cũng đặt nền tảng tư tưởng vững chắc cho đất nước Trung Quốc thống nhất hơn 2.000 năm về sau. Tư tưởng tam cương ngũ thường của nho gia đều có tác dụng thúc đẩy tư tưởng đại nhất thống được bắt rễ trong lòng của dân chúng. Anh hùng phong lưu bất tần số, đao mã sở chí dài háng thổ. Hán vũ đế bắt kích hung nô, nam bình lưỡng Việt, tây thông tây vực, ông đã kiến lập nền tảng cơ bản bước đầu cho lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc hiện đại. Ông cũng luôn đề xướng việc giao lưu Đông Tây, nhiều lần phái sứ giả đến Tây Vực, thúc đẩy việc hòa hợp giữa các dân tộc. Đế quốc Trung Hoa cũng bắt đầu có ảnh hưởng lớn đến thế giới, nền văn hóa của triều nhà Hán bắt đầu hình thành. Thế sự trong thiên hạ, hợp lâu rồi tất sẽ phân, phân lâu rồi tất sẽ hợp. Cuối thời Đông Hán, cục diện thống nhất của trung quốc lần đầu tiên rơi vào tình cảnh phân chia lâu dài cũng chính do lần phân chia ấy đã đánh thức ý thức thống nhất mãnh liệt của dân tộc trung hoa lúc còn trẻ tào tháo từng được danh sĩ hứa thiệu vào thời ấy bình phẩm trị thế chi thần loạn thế chi giang hùng và tào tháo thật sự không hổ với lời bình phẩm trên công trạng cả đời của ông khiến người đời sau vừa than vãn vừa đố kỵ tào tháo sau khi thống nhất phương bắc quyền lực của ông đã lớn đến cực điểm nhưng ông không xưng đế nguyên nhân chủ yếu vì ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm truyền thống sau đấy ông lĩnh quân nam chinh dù thất bại nhưng những chính sách ông ban hành ở phương bắc đã đặt nền móng cơ bản vững chắc cho nhà tấn sau này tây tấn vũ đế thống nhất trung quốc công lao lớn thuộc về tào tháo đấy cũng là nguyên nhân tào tháo được gọi là tấn tổ bằng việc giữ lấy ý niệm thống nhất Tào Tháo không hổ danh là một trong những chính trị gia vĩ đại của lịch sử. Thời kỳ Tam Quốc là thời đại của những bậc anh hùng, Lưu Bị với sự hấp dẫn đặc biệt về tính cách, ông trở thành vị vua bình dân nhân duyên rất tốt trong lịch sử Trung Quốc. Lưu Bị vốn là con cháu của triều nhà Hán, tính cách vừa hiền hậu vừa thương dân, nên ông là người mà mọi người hướng về trong thời loạn lạc vào cuối triều Đông Hán. Bằng hai điều kiện ấy, lưu bị từ một người bình thường với hai bàn tay trắng trở thành quân chủ khai quốc của thục hán cả đời ông cũng luôn nỗ lực vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ thêm lần nữa phục hưng hán triều vì những hạn chế của thời đại ông không thành công nhưng ông kiến lập thục hán mở mang vùng tây nam ông có cống hiến lớn trong việc thúc tiến sự dung hòa giữa các dân tộc thiên hạ phân tam lưu bị có thể được nhất ở mức độ cao rất cao, ông đã chiếm được sự huy hoàng chính thống, mà bản chất của chính thống chính là thống nhất. Lịch sử đặt bước chân của mình vào cánh cửa nhà đường. Triều đại được thành lập hơn 900 năm sau khi đế quốc Trung Hoa được khai sinh. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã đưa đại đế quốc này bước đến đỉnh cao huy hoàng. Trong lịch sử các bậc đế vương Trung Hoa, Đường Thái Tông là số ít những vị vua khi trên yên ngựa có thể bình định thiên hạ, khi xuống yên ngựa có thể trị vì thiên hạ. Thời gian đường Thái Tông tại vị, ông biết nhìn xa trong rộng, trọng dụng hiền tài, tiếp thu ý kiến. Ông thi hành chính sách giảm nhẹ lao dịch, giảm tô thuế, giảm nhẹ hình phạt. Hơn nữa, ông cũng tiến hành một loạt những cải cách về chính trị, quân sự và cuối cùng ông cũng đã ổn định được xã hội, năng suất, sản xuất được nâng cao, đối với các dân tộc thiểu số ông thi hành chính sách mở mang an định các thủ lĩnh khích lệ việc giao lưu giữa các dân tộc ông được tôn kính gọi là thiên khả hãn trăm nghìn năm nay chính sách trinh quan chi trị do lý thế dân đưa ra luôn được người đời tôn sùng xem đấy là tấm gương sáng trong việc trị vị xã hội phong kiến bản thân ông cũng trở thành vị minh quân được các bậc đế vương đời sau noi theo nhà đường dưới sự lãnh đạo của ông sự ảnh hưởng của trung quốc đối với thế giới cũng đạt đến một mức độ trước giờ chưa từng có so với lý thế dân võ tắc thiên cũng chẳng hề thua kém thân là người nữ nhi trong hoàn cảnh của cái xã hội phong kiến trọng nam kinh nữ bà có thể ngồi lên ngai vàng khiến cho nam nhân khắp thiên hạ phải ngoan ngoãn xưng thần đấy là chuyện tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể so sánh được nhưng việc bà đoạt được vương vị lại chẳng hề đơn thuần là thắng lợi của một người nữ nhi cục diện cách mạng võ chu do bà khai sáng chính là quá trình quá độ quan trọng trong thời kỳ nhà đường của đế quốc trung hoa về mặt chính trị bà kế thừa trinh quan chi trị bà chú trọng đến việc làm cho dân giàu nước mạnh tuy quá trình đoạt quyền của bà rất tàn khốc nhưng cuộc sống của nhân dân không vì thế mà bị ảnh hưởng ngược lại càng ấm no hơn đấy chính là nền tảng vững chắc của khai nguyên thịnh thế sau này trên vũ đài lớn của lịch sử đế quốc trung hoa sự anh minh của tống thái tổ triệu khuôn giận nằm ở việc ông đã tập trung hoàn thiện về chế độ những chính quyền đại thống nhất trước thời nhà tống bất kể là triều nhà hán hay triều nhà đường đều phải chịu sự quấy nhiễu của các thế lực địa phương nguyên nhân vì các thế lực địa phương ấy sở hữu quân đội rất dễ có sự uy hiếp đối với chính quyền trung ương sau khi Tống Thái Tổ đăng cơ, động thái đầu tiên của ông là dùng thủ đoạn khéo léo hủy đi binh quyền của các đại tướng và nắm tất cả binh quyền trong tay, triệt để dập tắt khả năng nổi loạn của các thế lực địa phương. Đồng thời, Tống Thái Tổ còn là vị vua rất xem trọng văn hóa, sự thịnh vượng về kinh tế và phồn hoa về văn hóa thời nhà Tống cũng rất hiếm thấy ở các triều đại trước. Sau khi trải qua cuộc diện phân chia giữa Nam Tống và Liêu Kim Tây hạ thành cát tư hãn trở thành người mông cổ đầu tiên lần nữa thống nhất đế quốc trung hoa đấy không chỉ là lần đầu tiên dân tộc thiểu số của trung quốc thống nhất đất nước mà còn khiến cho cả thế giới bị chấn động thêm lần nữa bởi dân tộc thiểu số của trung quốc thành cát tư hãn là bậc đế vương chiến tranh thiên bẩm cả đời ông từ đầu đến cuối đều trải qua trên chiến trường trung nguyên Mạc bắc tây vực trung á đều lưu lại dấu tích chinh phục của ông đế quốc trung hoa chưa từng có tính xâm lược mạnh mẽ đến thế như thời thành cát tư hãn tại vị vì vậy thành cát tư hãn đương nhiên trở thành một trong những vị hoàng đế có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới trung quốc thời nhà minh vẫn là cuộc diện đại thống nhất như cũ sau khi chu nguyên chương thống nhất đế quốc ông bãi bỏ chức vị thừa tướng và còn đại khai sát giới cơ hồ chém cùng giết tận các khai quốc công thần ngoài ra ông còn lập ra cấm y vệ, giám sát từng cử chỉ lời nói của các đại thần cùng bá tính. Hoàng quyền phong kiến trong tay ông phát triển đến một đỉnh cao mới. Một loạt những thay đổi của Chu Nguyên Chương khiến cho đế quốc Trung Hoa dường như trở thành thiên hạ của riêng gia đình ông, bất kể là ở Trung ương hay địa phương, cũng chẳng còn vị đại thần nào có đủ quyền thế để chống lại hoàng đế. Đấy chẳng thể quy tất cả cho Chu Nguyên Chương, mà nên nói đấy là tai hại của cả một chế độ mô hình phong kiến chuyên chế đã được thực thi suốt hơn năm nghìn năm dần dần đi vào lối mòn nhà minh là triều đại bỏ ra nhiều công sức nhất cho việc tu sửa trường thành điều đấy cũng cho thấy khả năng chống chọi với các thế lực ngoại tộc của triều nhà minh rất yếu dưới sự ảnh hưởng của chu nguyên chương các vị hoàng đế của minh triều sau này đều chỉ lo việc đấu tranh nội bộ không chút cầu tiến sự ảnh hưởng của triều nhà minh đối với thế giới cũng từ đấy giảm sút biên cương của đế quốc trung hoa cũng rơi vào vực sâu nhà thanh do bầu tộc nữ chân thành lập đấy cũng là lần thứ hai dân tộc thiểu số thống nhất trung quốc còn vị hoàng đế anh minh tài giỏi nhất trong đại thanh vương triều chính là vua khang hy khang hy là vị hoàng đế văn võ song toàn sau cùng của đế quốc trung hoa khang hy áp dụng một loạt những chính sách có lợi cho quốc kế dân an giúp cho diện tích trồng trọt nhanh chóng được mở rộng, sản lượng lương thực được nâng cao, kinh tế cũng có những bước phát triển nhảy vọt. Sau cùng, ông đã thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đặt nền móng vững chắc cho thời kỳ khang càng thịnh thế. Khang Hy còn bình định phản đồ chuẩn các nhĩ. Ông sáp nhập Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan vào lãnh thổ Trung Hoa. Ông ký hiệp ước Neutrin no với nước Nga, ông cũng chống trả lại được sự xâm lược của nước Nga đối với vùng Đông Bắc. Thời kỳ Khang Hy tại vị chính là thời kỳ đỉnh cao mới của đế quốc Trung Hoa. Nhưng vì chính sách phong tỏa nông thôn và bế quan tỏa cảng, Trung Quốc đã không theo kịp bước chân phát triển của thế giới. Bắt đầu đi vào con đường lạc hậu trong sự hồi quan phản chiếu sau cùng của gần 2.000 năm đại đế quốc chế độ phong kiến chuyên chế của trung quốc phát triển đến thời kỳ ung chính chế độ quân chủ tập quyền đã đạt đến đỉnh cao nhất quá trình đoạt vị của ung chính có thể được xem là đã phát huy đến mức độ tinh tế sâu sắc trong việc tranh quyền đoạt vị của các thái tử vào thời trung quốc cổ đại sau khi ông đăng cơ ông quy định các vị hoàng đế sau này nhất thiết phải nêu rõ tên người kế vị trong chiếu chỉ truyền ngôi điều đấy đã giải quyết triệt để vấn đề tranh giành ngai vàng của những kế thừa trong hoàng thất ung chính cũng lập quân cơ xứ thân là thư ký của hoàng đế đóng góp ý kiến viết văn kiện xử lý chính vụ giúp hoàng đế quân quốc đại kế cương bất tổng lãm sự cống hiến của ung chính đối với việc phát triển kinh tế cũng chẳng thể xem nhẹ Chính vì ông là người dẹp bỏ cục diện rối ren giúp cho những sách lược hiệu quả của Khang Hy được tiếp nối, cũng như giúp cho cục diện phồn thịnh do Khang Hy khai sáng được tiếp diễn. Con trai của ung chính, Càng Long, là người thừa hưởng tinh hoa của Khang Càng Thịnh Thế. Càng Long tại vì 60 năm. Lúc ban đầu, tại thao lực chính trị của ông rất anh minh, trên nền tảng của hai triều đại Khang Hy và ung chính, ông đã đưa cục diện Khang Càng Thịnh Thế bước đến đỉnh cao, đến thời kỳ nắm quyền sau này ông lại lạm dụng quyền hành ông đã làm tiêu hao gia sản cả trăm năm của chính phủ nhà thanh về đối ngoại ông thực thi chính sách bế quan tỏa cảng tiến thêm một bước trong việc làm chặn bước tiến của trung quốc đối với sự phát triển của thế giới thời ấy người anh từng hình dung về chính phủ thanh triều thế này một chiếc thuyền chiến hạng sang cũ nát không gì bằng từ mặt ý nghĩa ấy mà nói càn long cũng là người thừa hưởng thưởng hoa của cả đế quốc trung hoa Nữ hoàng Anh Elizabeth từng thẳng thắn nói rằng, sở dĩ các nước phương Tây trước giờ luôn lo lắng đối với Trung Quốc, chính vì Trung Quốc luôn là một đại quốc gia thống nhất. Thống nhất là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra cánh cửa nền văn minh Trung Hoa. Từ năm 221 trước Công nguyên, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, các chính quyền địa phương của Trung Quốc đã chẳng còn cách nào khác để thay thế đại vị của chính quyền trung ương về mặt chính trị bất kể dù là việc quân chủ phong kiến nào của hậu thế người giành lấy sự thống nhất hoặc là duy trì sự thống nhất đều chẳng cách nào kháng cự lại sự cám dỗ và đấy cũng chính là sứ mạng chẳng thể chối bỏ của họ quan niệm một nước không thể có hai vua cứ như thế mà ăn sâu vào lòng người ở cái mảnh đất này nó thật sự trở thành cái gen dân tộc của người trung quốc cũng là nguyên nhân thật thụ giúp nền văn minh Trung Hoa trải qua lịch sử lâu dài nhưng luôn mới mẻ. Dân tộc Trung Hoa có thể tự hào đứng vững trên thế giới. Hà Quân, Bắc Kinh, ngày 9 tháng 12 năm 2006 Lời mở đầu Vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Trung Hoa hoa hạ rộng lớn lịch sử trường kỳ triều đại thay đổi thường xuyên đế vương như mây khói lịch sử của bậc đế vương nên bắt đầu từ đâu ngược dòng về nguồn cội nên bắt đầu từ tần thủy hoàng thẳng thắn mà nói tần thủy hoàng là người anh hùng theo chủ nghĩa lý tưởng của lịch sử xuất thân phức tạp như truyền kỳ cuộc sống tuổi thơ nhiều hiểm nguy vị thiếu niên tần vương tài năng sớm nảy nở sự đấu tranh chính trị lạnh nhạt nghiêm khắc cuộc chiến thống nhất Giang Sơn, chiến lược dựng nước thay trời đổi đất, sự sụp đổ không thể hiểu của đế quốc. Trong cuộc đời uy phong hùng tráng của Tần Thủy Hoàng, ông chỉ vẽn vẹn dùng thời gian hơn 20 năm thì đã có thể xây dựng nên một đế quốc vĩ đại nằm ở phần phía đông của thế giới. Gần 2.000 năm sau đó, đế quốc ấy luôn là một trong những quốc gia phát triển nhất trên thế giới. Trong biến tiến của lịch sử nhân loại, Tần Thủy Hoàng là người có ảnh hưởng sâu sắc đến quá khứ, hiện tại và tương lai. Từ trên ý nghĩa ấy mà nói, Tần Thủy Hoàng không hổ với danh xưng thiên cổ nhất đế và ông cũng là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại. Tần Thủy Hoàng kế thừa lịch sử nghìn năm của đời trước và mở ra lịch sử nghìn năm cho đời sau. Lục quốc tất tứ hải nhất bắt đầu từ năm 234 trước công nguyên Tần Thủy Hoàng đã dùng thời gian 10 năm, lần đầu tiên thực hiện sự thống nhất thực sự về mặt ý nghĩa trên vùng đất hoa hạ rộng lớn, chấm dứt thời kỳ đấu tranh chia rẽ kéo dài suốt cả trăm năm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, được gọi là kế thừa lịch sử nghìn năm của đời trước. Đàm Tử Đồng, người đời Thanh từng nói, chính sách của hai nghìn năm nay đều là chính sách của nhà Tần. Sau khi thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng xóa bỏ chế độ chư hầu, thành lập quận huyện, thống nhất chữ viết, luật pháp, hệ thống đo lường, đường đi, xây dựng hệ thống giao thông, xây trường thành. Ông đã dựng nên một mô hình thống trị hoàn chỉnh cho đế quốc Trung Hoa thống nhất. Đế quốc đầy Tần hùng mạnh bước đầu định hình bản đồ lãnh thổ Trung Quốc. Theo các sử sách như Sử Ký, Hán Thư, Hậu Hán Thư, Thủy Kinh Chú, vân vân thì Tần Thủy Hoàng đã lập ra 48 quận. Những quận ấy bao gồm phần lớn lãnh thổ của Trung Quốc ngày nay, trong đấy chỉ thiếu Tân Cương, Tây Tạng, Thành Hải, Đài Loan, Hắc Long Giang, Cát Lâm, vân vân. Còn phần lớn lãnh thổ chủ yếu của Trung Quốc ngày nay đều đã được nạp vào bản đồ của Đại Tần. Dân tộc Trung Hoa lấy vùng lãnh thổ ấy làm nền tảng, không ngừng vươn lên và phát triển và hình thành nên như ngày nay. Từ đấy cho thấy, cơ nghiệp được sáng lập ra bởi người khai sáng ra vương triều Đại Tần, Tần Thủy Hoàng, được xem là có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho đất nước trung hoa sau này trường thành là một trong những di sản vĩ đại nhất mà tần thủy hoàng để lại cho đế quốc trung hoa vào thời cổ đại các dân tộc làm nông nghiệp cùng các dân tộc du mục thường xuyên xảy ra chiến tranh các dân tộc du mục dũng mãnh thiện chiến họ từ phương bắc tiến về phía nam tấn công các dân tộc làm nghề nông thiên tài tần thủy hoàng dùng trường thành để phân chia ranh giới quân sự giữa các dân tộc làm nghề nông và các bộ lạc du mục người đời sau dựa vào trường thành rất nhiều khi mạnh có thể công lúc yếu có thể thủ vì thế trường thành chiếm địa vị quan trọng trong lịch sử quân sự của trung quốc thời bấy giờ quân đội của đại tần thiên hạ vô địch tần thủy hoàng cho xây trường thành là hại vào lúc này lợi cho nghìn sau từ điều đó cho thấy tần thủy hoàng đích thị là vị hoàng đế đầu tiên mưu vạn thế năm 220 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng phê chuẩn kiến nghị của Thừa tướng Lý Tư dùng chữ viết đại triển thông dụng của Tần Quốc làm nền tảng, giảng hóa để sáng tạo ra chữ viết tiểu triển, ban hành sử dụng trên toàn quốc, thống nhất chữ viết. Đấy có lẽ là cống hiến vĩ đại nhất của Tần Thủy Hoàng đối với dân tộc Trung Hoa. Chữ viết là tiêu chí văn minh của cả một dân tộc, chữ viết càng là vật kế thừa và truyền thụ văn minh của một dân tộc. Chữ viết được thống nhất tất yếu sẽ nhanh chóng mở rộng sự giao lưu văn hóa, sự hình thành văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Sự thống nhất về tư tưởng của dân tộc Trung Hoa đều bắt nguồn từ đấy. Chính vì Tần Thủy Hoàng thực thi việc thống nhất chữ viết đã giúp cho đế quốc Trung Hoa giữ vị trí độc tôn suốt 2.000 năm trong thế giới cổ đại, giúp cho nền văn minh Trung Hoa ngày càng trở nên phồn thịnh. Chính vì nguyên nhân có cùng một loại chữ viết, nên dân tộc trung hoa mới có thể đoàn kết lại thành một thể thống nhất khi đối mặt với sự xâm lăng của kẻ thù từ đấy họ thành công trong việc đồng hóa hoặc đánh đuổi được kẻ thù mỗi người dân trung quốc đều có thể tự hào nói rằng mình là con cháu của viêm hoàng viêm đế thần nông thị và hoàng đế hiên viên thị hai vị vua trong lịch sử cổ đại trung hoa chính vì họ có cùng một loại chữ viết người đời sau khi đề cập đến công trạng của tần thủy hoàng thường đem chuyện ông thống nhất chữ viết cùng việc thống nhất tiền tệ hệ thống đo lường nói cùng với nhau nhưng trên thực tế như thế không hợp lý sự thật là chỉ riêng việc thống nhất chữ viết cũng đã có thể giúp cho công trạng của tần thủy hoàng lưu danh thiên cổ tần thủy hoàng là vị hoàng đế cần mẫn nhất trong lịch sử của đế quốc trung hoa ông hầu như không phân biệt ngày hay đêm cùng các quan thần điều động vận chuyển vũ khí của đất nước từ lúc ông thống nhất sáu nước đến khi ông băng hà chỉ vẻn vẹn có 11 năm. Chỉ trong 11 năm ngắn ngủi ấy, những chuyện ông làm nhiều đến nỗi thậm chí có cộng tất cả những chuyện mà các vị hoàng đế sau này làm cũng chẳng thể so sánh. Sức ảnh hưởng của những chuyện ông làm, những người thời sau càng không thể bị kịp. Bất kể việc gì, ông cũng muốn hoàn thành một cách tốt nhất, nên khi đã quyết định, ông sẽ chẳng hề do dự mà thi hành dù là người con trai mà ông yêu quý nhất Phu Tô hay tể tướng Lý Tư mà ông rất mực tin tưởng cũng chẳng thể khuyên ngăn. Tất cả những việc làm của ông, thay vì nói đấy là những việc làm thuận theo lịch sử, chi bằng nói rằng đấy là vì ông muốn xây dựng một đất nước hoàn hảo đã được ấp ủ trong lòng của ông. Vì thế, ông nghe không lọt lỗ tai ý kiến của các quần thần, quên đi cảm nhận của bá tính cũng như ông không hề quan tâm đến sự bình phẩm của người đời sau. Đấy chính là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, người theo chủ nghĩa lý tưởng hoàn hảo đã dùng sức lực của cả đời mình để đấu tranh. Điền Gia Kỳ, 28 tháng 3 năm 2006 Chương 1 Đất nước Hổ Lan Tiết 1 Con cháu Bá Vương trong sử ký tầng bốn kỷ của tư mã thiên ghi nhận một truyền thuyết truyền thuyết này đã mở ra lịch sử phát triển của gia tộc tần quốc tổ tiên của người nhà tần ngược dòng về lịch sử tổ tiên sớm nhất của họ có thể là chuyên húc đế chuyên húc đế có cô cháu gái đích tôn tên nữ tu ngày nọ khi nữ tu đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mơn mởn dưới bầu trời trong xanh để cho từng tia nắng lướt chạy trên người mình, hít thở thật sâu từng luồng không khí ngọt liệm, niềm vui lan rộng khắp nơi nơi. Một đàn chim én đen cất cao tiếng hót, tung cánh bay xà đến, chúng đang theo đuổi niềm vui hứng khởi tận cùng. Đàn chim én bay vụt ngang đỉnh đầu của nữ tu, chim én rơi trứng, nữ tu nuốt lấy, sinh con đại nghiệp. Theo lời trong sử ký tầng bổn kỹ, đại nghiệp lấy nữ hoa làm vợ, nữ hoa sinh đại phí cùng vũ bình thủy thổ theo lời trong sử ký từng bổn kỹ thời đại của vũ là thời kỳ để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người đấy là thời kỳ lũ lụt hoành hành cuộc sống của người dân khốn đốn vũ kế thừa chí của cha chống lục đại vũ trị nước lũ tận tụy chăm chỉ lao tâm khổ lực lòng chân rụng hết mười ba năm không bước vào nhà khổ tận cam lai cuối cùng đại công cáo thành. Vua Thuấn luận công ban thưởng, Vũ nhận tưởng và khởi tấu. Công trạng hiển hách vĩ đại như thế không thể dựa vào sức của một người mà hoàn thành, nếu không có sự hỗ trợ và giúp đỡ của đại phí, khẳng định rằng thần không thể hoàn thành, vì thế nói công của đại phí rất lớn. Vua Thuấn rất vui, thưởng cho đại phí một mảnh vải đen đeo giải cờ màu đen là tấm gương tốt, người tần xem đấy là vinh dự rất lớn vua còn ban cho đại phí một người vợ. Từ đấy, đại phí giúp vua thuấn thuần dưỡng chim thú. Đại phí học hỏi được kinh nghiệm của tổ tiên trong việc thuần dưỡng chim thú, giúp cho đại phí hoàn thành công việc rất xuất sắc. Các loài chim thú quý hiếm đều bị đại phí thuần hóa. Vua thuấn vui mừng vô cùng đã ban họ doanh cho đại phí. Thế là tổ tiên người tần từ đấy đã có cái họ. Đại phí có người con, một người tên Đại Liêm, người còn lại tên nhược mộc con cháu của họ lúc thì định cư ở vùng trung nguyên lúc thì định cư ở vùng di địch bánh xe lịch sử di chuyển đến thời kỳ hạ kiệt kiệt là vị bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử trung quốc tàn sát trung lương ngược đãi dân chúng khiến cho trời oán người hận thủ lĩnh của bộ tộc thương là thang tiến hành khởi nghĩa tổ tiên người tần con cháu của đại phí là phí xương phản hạ quy thương gia nhập vào đại quân khởi nghĩa phí thương có kinh nghiệm thuần ngựa phong phú và kỹ thuật cưỡi xe hơn người rất nhanh phí xương trở thành người cưỡi xe ngựa cho thương thang trong cuộc đại chiến giữa hạ và thương phí xương đã lập được chiến công hiển hách từ đấy tổ tiên người tần nhận được sự xem trọng cao độ của vương triều nhà thương thời kỳ nhà ân thương người nhà họ doanh luôn được xem là quý tộc con cháu của phí xương là phỉ liêm kế nghiệp của cha trở thành người trấn giữ tây giới được phong là đại thần trấn giữ vùng biên giới cương tây thùy phỉ liêm rất thích đi đây đi đó ông như thần hành thái bảo trong thủy hữu truyền vào thời cổ đại người có thể đi nhiều nơi được xem là người có bản lĩnh tài giỏi con trai của phỉ liêm tên ác lai Ác Lai võ nghệ cao cường, sức mạnh hơn người. Đấy là thời kỳ huy hoàng nhất của tổ tiên người Tần thời đại ân thương. Vật cực tất phản, hỏa phúc đồng môn, tổ tiên của người Tần phí xương nắm bắt được thời cơ phản hạ giúp thương. Trong quá trình đấu tranh thay đổi triều đại, ông đã đứng đúng vị trí, người Tần nổi lên. Nhưng giờ đây tổ tiên của họ là Phỉ Liêm và Ác Lai lại đứng trước sự chọn lựa như thế vì lúc ấy triều đại ân thương xuất hiện vị bảo chúa trụ vương lần này người tần đã có sự lựa chọn sai lầm trụ vương sủng ái đắc kỷ xem mạng người như cỏ rác tăng sát trung lương ngược đãi dân chúng tây bá hầu cơ xương trống thị vùng tây chi ông là người nhân hậu tài giỏi được người của bộ lạc họ chu tôn xưng là thánh nhân trụ vương luôn căm hận ông luôn muốn giết ông chết lần nọ vì một chuyện nhỏ nhưng cơ xương bị trụ vương nắm được điểm yếu hắn bèn ra lệnh bắt giam cơ xương hắn còn hạ lệnh giết con trai của cơ xương là bá ấp khảo và băm bá ấp khảo thành thịt nhuyễn điều khiến người đời chẳng thể nhẫn nhịn chính là việc hắn ép cơ xương ăn thịt con trai mình sau khi xem cơ xương ăn thịt con trai mình xong hắn cười đắc ý và nói ai cũng nói cơ xương là thánh nhân nhưng hắn ăn thịt cả con trai mình đấy trở thành nguyên nhân khiến vương triều ân thương diệt vong trụ vương là tên bạo chúa đam mê tửu sắc hắn từng mở rộng ngự viên của hoàng gia ở vùng sa khâu khưu làm hao tổn sức người và tiền của ngự viên được trải đầy những loại hoa gỗ và các loài chim thú quý hắn còn cho xây một cái hồ trong hồ đựng rượu Đáy hồ được lát đầy đá trứng ngỗng với đủ màu sắc khác nhau, mùi hương của rượu lan tỏa vào không trung, cách đấy vài trăm dặm cũng có thể ngửi thấy. Những cành cây quanh hồ rượu được treo đầy những tấm vải lụa và từng xiên thịt nướng được gọi là rừng thịt. Đấy chính là hồ rượu rừng thịt vang danh hậu thế. Tục Ngữ nói, lúc no ấm nghĩ chuyện dâm tục, lần nọ trụ vương thấy đôi hưu mai hoa rong chơi đuổi theo nhau tự do tự tại trong ngự viên bèn nghĩ nếu người cũng có thể như thế thì hay biết bao thế là một tiếng lệnh được ban xuống ba nghìn nam nữ khỏa thân được đưa đến hồ rượu rừng thịt tận hưởng khoái lạc hắn còn hạ lệnh buộc họ phải uống cạn rượu trong hồ và ăn hết thịt trên cây nhưng rượu và thịt nhiều như thế thì làm sao có thể uống cạn cũng như ăn hết đây hành vi bạo ngược của trụ vương khiến cho các đại thần chính trực trong triều lên tiếng phản đối để đối phó với những vị đại thần ấy hắn lập ra loại cực hình gọi là pháo ấn hắn cho dựng một chiếc cột lớn rỗng ruột bằng đồng treo lên cao phía dưới là than đang cháy đỏ bề mặt cột đồng được bôi lên lớp dầu trơn trợt người võ sĩ dương đao uy hiếp buộc người chịu hình phạt phải khỏa thân trèo lên cột da thịt của người chịu hình phạt bị cột đồng làm bỏng hết toàn bộ một khi rơi xuống phía dưới thì bị lửa thiêu chết còn hắn thì cùng phi tử của mình là đắc kỷ ngồi trên lục đài vừa uống rượu vừa chiêm ngưỡng cảnh tượng giết người hải hùng của hình phạt dã man ấy lúc ấy phỉ liêm và ác lai lại rất được trụ vương xem trọng phỉ liêm sinh ác lai ác lai có sức mạnh phỉ liêm đi lại nhiều cha con đều có tài cùng trợ trụ vương vì phỉ liêm ác lai dốc sức bảo vệ trụ nên rất nhiều sách cổ đều có ghi nhận chuyện hai cha con trợ trụ vi ngược lã thị xuân thu đương nhiệm ân trụ ác lai chu vương phạt trụ trong cuộc huyến chiến lửa cháy triều ca ác lai thống binh cố thủ kinh đô nhà thương đổ máu quyết chiến Thi tử ghi chép Võ vương đích thân phóng tên vào miệng Ác Lai Đấy là hậu quả của việc Ác Lai ngoan cường chống trả lại Chu Vương Cùng lúc ấy Phỉ Liêm nhận lệnh đưa quân trấn giữ vùng phía Bắc Để đối phó với sự xâm chiếm của các bộ tộc như Thổ Phương Nay thuộc vùng phía Bắc Hà Bắc, Sơn Tây Quỷ Phương Nay thuộc vùng phía Tây Bắc Sơn Tây và phía Bắc Thiểm Tây Từ phía Bắc trở về Phỉ Liêm nghe tin Thương triều diệt vong không thể trực tiếp đền ơn trụ vương, ông bèn lập đàn bái tế ở núi Hoắc Thái Sơn, này thuộc vùng Đông Nam huyện Hoắc Tây Sơn, để tế vong linh của trụ vương trên trời. Tế xong, ông tự vẫn vì triều nhà Thương. Ông được chôn ở núi Hoắc Thái Sơn. Đại quân của Chu võ vương phạt trụ, ác lai bị giết trên chiến trường. Phỉ Liêm vì trụ kết liễu đời mình tổ tiên người Tần chịu sự đã kích lớn trước giờ chưa từng thấy, họ trở thành nô lệ của Chu Vương Triều. Tiết 2. Hào quang tổ tiên An thương từ thiên tử trở thành chư hầu, tổ tiên người Tần từ quý tộc bị giáng xuống làm nô lệ. Sự uất ức trong lòng thực sự không thể dùng lời nói để diễn tả. Chu Võ Vương qua đời, Chu Thành Vương kế vị, thành vương tuổi còn trẻ chu công hỗ trợ việc triều chính con trai của thương trụ là võ canh tưởng rằng có thể lợi dụng thời cơ phát động cuộc nổi loạn võ trang quy mô lớn để phản chu tổ tiên của người tần cũng tham gia lần nổi loạn này chu công đáng là chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử được người đời sau tôn làm thánh nhân dưới sự trị vì của ông vương triều nhà chu vừa mới thành lập đã dễ dàng dẹp yên cuộc nổi loạn Đối với những kẻ phản loạn trong lịch sử Trung Quốc thì họ thường bị xử tử. Chu Công Đáng là thánh nhân nhưng cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sau khi các phần tử phản loạn bị xử tử, các thị tộc tham gia cuộc nổi loạn bị đầy đến những vùng đất xa xôi, hoang vu. Tổ tiên người Tần tham gia cuộc nổi loạn, đau chém. Người đời sau, hậu thế phải gánh lấy tội trạng và trẻ lớn bé, tay sách, nách mang, rời khỏi vùng sơn nước quê hương thân thuộc, lưu lạc đến vùng phía tây xa lạ, họ đã chẳng còn tiếng hát cũng chẳng còn tiếng cười vì trước mắt họ là những ngày tháng gian khổ vô cùng. đến đâu cũng đầy chông gai sống chết vẫn chưa biết trước. những người tần ấy bị đầy đến vùng đất như thế nào. bộ phận nhỏ người tần bị đầy đến lưu vực sông Hoàng Hà, chuẩn Hà để định cư. sau đấy họ cũng lập nên một số những quốc gia nhỏ như nước Từ, nước Hoàng, nước Giang, nước Cát, vân vân tuy họ là những phân chi của họ doanh nhưng sau này họ đều dùng tên nước để làm họ từ đấy thoát ly khỏi họ doanh đại bộ phận người tần tham gia cuộc nổi loạn tội trạng sâu nặng bị đẩy đến vùng biên thùy tây chu tụ họp với những người tần thiểu số còn sót lại từ thời ân thương trở thành tổ tiên của thị tổ họ tần những người lập nên vương triều đại tần sau này vùng biên cương phái tây của chu vương triều không ngừng được mở rộng Bộ tộc tổ tiên bị ngoại hóa của người Tần không ngừng phải tiến về phía Tây. Vùng đất phía Tây xa nhất mà họ từng đến ước chừng là vùng giáp danh với Cam Túc. Tổ tiên người Tần luôn ở địa vị của kẻ nô lệ, chỉ có thể sống cùng những bộ tộc tạp cư di địch. Họ chống chọi với gió mưa, phát quan bụi cỏ, trải qua cuộc sống du mục đầy gian khổ. Nhưng họ từng là thần dân của Đại Hạ, quý tộc thời Đại Thương. Họ thông thạo cuộc sống của bộ tộc làm nông nên họ cố gắng tạo ra những điều kiện để định cư, phát triển trồng trọt, tạo ra hạt giống mới. Dần dần họ trồng được những loại hạt giống như thóc, mè, dâu, vân vân. Khi sống ưu tư, lúc chết thanh thản, điều kiện sống gian khổ, địa vị chính trị thấp kém đã tôi luyện ý chí của tổ tiên người Tần, hình thành nên tính cách của họ. Thời gian trôi nhanh như gió, đến đời vua thứ tư của vương triều nhà Chu, Chu Mục Vương, tình cảnh của người Tần có chút chuyển biến. Sự chuyển biến ấy đến cũng vì nguyên nhân cũ chính là việc người Tần biết thuần phục, nuôi và cưỡi xe ngựa. Lúc Chu Mục Vương tại vị, ông đã 55 tuổi. Trong sách cổ, miêu tả khi ấy, ông đã trở thành một thiên tử nửa người nửa thần. Ông có người cưỡi xe ngựa tài giỏi, người ấy tên Tào Phụ, cháu đời thứ năm của Quế Thành, con trai Phỉ Liêm. Lần nọ, Chu Mục Vương đi săn ở phía Tây, mãi mê săn bắt, ông quên mất chuyện phải quay về từ yển vương thừa cơ làm loạn tạo phụ thay chu mục vương cưỡi xe ngựa ngày đi vạn dặm trường khu quy chu dĩ cứu loạn theo lời trong sử ký tần bổn kỷ vì cứu chủ có công chu mục vương đã ban triệu thành cho tạo phụ nhánh người tần của tạo phụ từ đấy lấy triệu làm họ quốc vương của nước triệu thời chiến quốc là hậu duệ của tạo phụ nên người đời nói tần triệu cùng tổ trong huyết mạch của người Tần luôn có gen chiến đấu. Trong quá trình Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, sức chiến đấu mạnh liệt của nước Triệu luôn là một thử thách lớn đối với Tần Thủy Hoàng. Đến thời của Chu Hiếu Vương, vì tạo phụ được xem trọng, cháu đời thứ năm của Ác Lai, con trai của Phỉ Liêm là Phi Tử, cũng vì có tài thuần dưỡng và nuôi ngựa. Chu Hiếu Vương phái Phi Tử đến vùng Thiểm Tây ngày nay để chuyên lo việc nuôi và thuần ngựa cho vương thất nhà Chu. Phi Tử là người biết nắm bắt thời cơ, ông rất trân trọng cơ hội hiếm có ấy ông tận tâm làm việc cẩn thận tỉ mỉ chu hiếu vương đại khai vương ân phong người tần là phù dung của nhà chu cho phép phi tử lập thành ấp ở vùng đất của tần khôi phục việc thờ cúng doanh thị thế nào được gọi là phù dung lễ ký nói ruộng của thiên tử rộng nghìn dặm ruộng của công hầu rộng trăm dặm bá thì bảy mươi dặm Tử Nam 50 dặm Không hợp với thiên tử Phù Dung vân theo lời của chư hầu Phù Dung chỉ có thể vân theo lời của đại chư hầu Không có tư cách gặp mặt thiên tử Nhưng đối với người tần Đấy chính là bước đầu tiên trong việc thay đổi số phận Không có bước đầu tiên ấy Thì tự nhiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện xưng vương Xưng đế sau này Vì thế bước đầu tiên ấy đến chẳng hề dễ dàng Nó mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng từ thời tổ tiên đến giờ người tần trường kỳ sinh sống ở vùng giao nhau giữa trung nguyên và di địch một mặt họ sở hữu bản chất hung hãn mạnh mẽ của dân du mục mặt khác họ cũng sở hữu cho mình sự văn minh trí tuệ của người trung nguyên họ học hỏi được các kỹ năng cưỡi ngựa bắn tên đánh trận mà người trung nguyên còn thiếu từ các dân tộc thiểu số ở phía tây họ cũng học được những kiến thức như xa chiến pháp lệnh biến hóa mà người dân tộc thiểu số còn thiếu như người trung nguyên máu của người dân tộc thiểu số và của người trung nguyên luôn chảy trong huyết quản của người tần họ không phải người hồ cũng chẳng phải người hán họ vừa là người hồ vừa là người hán chính vì bản chất của người hồ và người hán tồn tại trong người tần nên họ luôn muốn chinh phục phía tây và khát vọng tiến vào phía đông trung nguyên họ sống trong sự đấu tranh khốc liệt chịu nhiều gian khổ họ biết lấy dài bù ngắn khiến cho bản thân mình ngày càng mạnh mẽ hơn người tần có thể thống nhất trung quốc chẳng phải chuyện một sớm một chiều người tần có thể từ vùng biên thùy phía tây không ngừng phát triển sau cùng chinh phục được trung nguyên và hoàn thành đại nghiệp thống nhất giang sơn bởi tần thủy hoàng điều đấy dựa vào tinh thần bất khuất mạnh mẽ cũng như ý chí ngoan cường được tôi luyện trong những hoàn cảnh khó khăn và tính cách kiêu ngạo bất phục của họ từ lúc bắt đầu trở thành phù dung của nhà chu người tần xem như đã có được vùng đất nhỏ của riêng mình bắt đầu mở ra trang sử đại nghiệp khai quốc đầy trong gai người tần được ban ân huệ như thế chẳng phải vì thiên tử nhà chu nhân từ độ lượng mà vì vương thất của nhà chu ngày càng thoái lùi các bộ tộc du mục phía tây liên tục quấy nhiễu và xâm phạm chu thiên tử phải lợi dụng địa vị đặc biệt nằm giữa dân du mục thiểu số và dân làm nông để khống chế và ngăn chặn các bộ tộc du mục ấy người tần rất thông minh và nhạy bén ý đồ của chu thiên tử tất nhiên chẳng thể giấu được họ sau ba lần hô vạn tuế người tần lấy danh nghĩa thảo phạt tây nhung vừa lập công với thiên tử vừa mở rộng phạm vi thế lực của mình thủ lĩnh đời thứ ba của người tần là tần trọng ngưỡng mộ chế độ lễ nhạc của vương triều nhà chu vô cùng cung thuận chu thiên tử nhà chu chính thức phái tần trọng đi thảo phạt tây nhung phong ông làm đại phu đấy là lần đầu tiên người tần được chu thiên tử phong tước vị lần phong tước ấy của chu thiên tử khiến tây nhung tập trung toàn bộ lực lượng tấn công người tần người tần không thể chống lại địch tần trọng bị giết họ chỉ còn cách cầu cứu vương triều nhà chu đang dần dần suy tàn lạc đà chết gầy to hơn ngựa nhà chu nhanh chóng điều động bảy nghìn nhân mã giao cho con trai của tần trọng là trang công cùng năm người anh em tổ chức phản kích trải qua thời gian chiến đấu lâu dài cuối cùng họ đã đánh lùi được quân tây nhung tạm thời ổn định cục diện vùng tây bắc tần trang công vì thế được phong chức tây thùy đại phu từ đấy thế lực của người tần không ngừng lớn mạnh họ chiếm được cả vùng đất tây bắc quan trọng của nhà chu sự vươn lên của người tần dường như được sự trợ giúp của trời cao trong lịch sử bất cứ một vương triều nào cũng có lúc thịnh lúc suy vương triều nhà chu cuối cùng cũng đã bước vào thời kỳ suy vong Vị quân chủ ấy tên Chu Ưu Vương. Chu Ưu Vương sủng ái Bao Tự, dùng khói sáng đánh lừa Chư hầu, trò đùa thực sự quá trớn. Từ đấy, Chu Ưu Vương đánh mất uy danh trước các Chư hầu. Chu Ưu Vương phế Thái tử, lập con trai của Bao Tự làm Thái tử, dẫn đến sự phản đối quyết liệt của các đại thần và người trong vương thất. Đặc biệt, chuyện ấy đã làm cho ông ngoại của đương kim Thái tử nổi giận, cùng những người trong dòng tộc thân hầu cha của Thái hậu thân thần hầu có thực lực rất lớn và có quan hệ rộng rãi với nhung địch và người tần thân hầu thà chết khuyên ngăn chu ưu vương nổi giận tước chức vị của thần hầu ông chuẩn bị quân tiến đánh nước thân tên đã nằm trên dây cung chạm vào là bay. thân hầu tiên pháp chế nhân ông liên minh với tộc khuyển nhung tấn công quốc đô của nhà chu là cảo kinh Này thuộc huyện tây bắc trường an thiểm tây bộ lạc khuyển nhung như nước thủy triều và như sấm chớp thẳng tiến về cảo kinh chu ưu vương sợ hãi hoảng loạn vội vã ra lệnh cho đốt khói sáng để cầu cứu các chư hầu nhưng vì chu ưu vương từng dùng khói sáng để đánh lừa các chư hầu nên chẳng có chư hầu nào đưa quân đến trợ cứu thế nào là khói sáng ngày nay nếu chúng ta lên trường thành sẽ nhìn thấy đại khói sáng thời nhà chu thậm chí là toàn thể thời cổ đại của trung quốc từ vùng biên cương đến thủ đô đều được dựng những đài khói sáng nếu phát hiện có quân địch đến thì sẽ đốt khói sáng các chư hầu lớn nhỏ đều phải mang quân đến cần vương đài khói sáng là hình thức truyền đạt tình báo quân sự rất quan trọng nhiên liệu để đốt do đài khói sáng không phải là loại nhiên liệu bình thường mà đấy là phân của sói vì thế trong sách cổ cũng gọi khói sáng là lan yên khói của sói khói sinh ra từ những loại nhiên liệu khác mờ dễ tan gió thổi nhẹ thì tắt còn khói sinh ra khi đốt phân sói thì dày đặc lâu tan gió thổi không tắt nên đài khói sáng dùng phân sói làm nhiên liệu chư hầu không đến trợ cứu thế tấn công của khuyển nhung ngày càng mãnh liệt thân hầu không thể khống chế tình hình sau cùng quân khuyển nhung tiến vào cảo kinh giết người cướp của quân khuyển nhung đuổi đến núi ly sơn giết chết chu ưu vương và bao tự thân hầu không rõ tung tích ông chỉ có thể truyền mật thư kêu gọi các chư hầu cần vương con trai của tần trang công là tần tương công nắm bắt cơ hội ấy nhanh chóng đến cứu trợ người tần kỷ luật nghiêm ngặt chiến đấu dũng cảm cùng các chư hầu khác nhanh chóng dẹp yên bọn phản loạn khuyển nhung vương thất nhà chu và các đại thần lập cháu ngoại của thần hầu là thái tử nguyên làm chu bình vương chu bình vương tuyên bố dời đô đến lạc ấp nay gần Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, đánh dấu thời kỳ Tây Chu kết thúc, bắt đầu thời Đông Chu. Chu Bình Vương dời đô về phía đông, chỉ có đội ngũ của Tần Tương Công hộ giá đi phía trước. Họ cho thấy chỉ có người Tần với địa vị phù dung mới thật sự can đảm trung thành. Vì lần Cần Vương và hộ giá có công đã giúp cho đại vị chính của họ có sự thay đổi lớn. Năm 771 trước công nguyên, Chu Bình Vương phong Tần Tương Công làm chư hầu, ban thưởng đất đai. Từ thời kỳ đầu của Tây Chu thế kỷ 11 trước công nguyên đến năm 771 trước công nguyên, kéo dài hơn 400 năm, người Tần từ nô lệ trở thành tướng lĩnh, chính thức lập nên nước Tần, kết thúc địa vị phù dung. Giờ đây, họ đã có địa vị ngang hàng với các chư hầu trung nguyên. Thời bấy giờ, nước Tần ở vị thế rất khó xử, trong mắt người trung nguyên nước tần y cũ vẫn là di địch còn trong mắt người di địch họ đã trở thành nước chư hầu của nhà chu theo lịch sử thì tần tương công là vị minh chủ biết nhìn xa trông rộng ông muốn giành lại vùng đất mà chu bình vương đã ban cho ông từ tay người nhung địch ông không chỉ muốn chinh phục tây nhung mà ông còn muốn chinh phục trung nguyên đấy là sứ mạng quan trọng nhưng khó khăn lịch sử bắt đầu mở ra tấm màn đế quốc đông phương đại nhất thống Năm 659 trước Công nguyên, vị minh chủ anh hùng tài giỏi trong lịch sử nước Tần, Tần Mục Vương bước chân vào vũ đài chính trị, ông trọng người hiền tài, tây tiến đông xuất, ông ổn định Tần Thất, trị vì đất nước 20 năm, nước Tần vì thế bắt đầu vươn lên. Bắt đầu từ năm 361 trước Công nguyên, thời kỳ hoàng kim của nước Tần rốt cuộc đã đến. Tần Hiếu Công làm vua vào năm ấy, ông bắt đầu đại kế hoạch thay đổi đất nước nước Tần bắt đầu lớn mạnh, thoát ra khỏi hàm cốc quan, giấc mơ đồng tiến của các bậc tổ tiên người Tần trở thành hiện thực. Năm 337 trước Công nguyên, con trai của Tần Hiếu Công là Tần Huệ Vương đăng cơ. Ông trọng dụng những người như Tôn Hiển, Tư Mã Thác, Trương Nghị vân vân. Nước Tần diệt Ba Thục, tấn công Hàn, Ngụy. Cuối cùng, nước Tần cũng đã tấn công vào lãnh thổ của các nước chư hầu Trung Nguyên. Năm 310 trước Công nguyên. Con trai của Tần Huệ Vương là Tần Võ Vương kế vị cha. Tuy thời gian tại vị ngắn nhưng ông vẫn như các bậc tiền bối nước Hàn xâm chiếm nhà Chu. Năm 306 trước Công nguyên, Tần Thiệu Vương đăng cơ, Thiệu Vương tại vị 56 năm, ông đã tiêu diệt nước Sở, nước Triệu, mở ra cánh cửa thống nhất thiên hạ của nước Tần. Năm 250 trước Công nguyên, Tần Thiệu Vương mất. Những bậc minh chủ của nước Tần nắm bắt từng cơ hội vươn lên của mình từ địa vị của kẻ mang tội đến địa vị phù dung từ phù dung đến chư hầu từ cuộc sống du mục ở vùng tây nhung đến khi sở hữu núi kỳ sơn và vùng đất ở phía tây vào thời nhà chu từ lúc chiếm giữ vùng biên cương phía tây đến khi sở hữu vùng hàm cốc quan đến lúc chinh phục trung nguyên các bậc tổ tiên của tần thủy hoàng từng bước từng bước đưa nước tần lớn mạnh hơn bằng tinh thần bất khuất của mình họ đã đặt nền móng vững chắc cho đại nghiệp nhất thống thiên hạ của tần thủy hoàng Sở dĩ Tần Thủy Hoàng có thể thành công ngồi vào chiếc ghế hoàng đế không hẳn chỉ dựa vào sự anh minh của riêng mình ông. Nguyên nhân quan trọng là cơ nghiệp huy hoàng do tổ tiên khai sáng. Tần Thủy Hoàng chính là người tiếp nối hào quang của tổ tiên mới có thể dùng sách lược lâu dài để ngự trị thiên hạ. Năm 246 trước công nguyên, Doanh Chính chỉ mới 13 tuổi đăng cơ, vị thần thống nhất ấy bắt đầu bước lên vũ đài của lịch sử, Năm 221 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, sự nghiệp của người Tần đạt đến đỉnh cao vinh quang. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Jadeo ngày hôm nay. Để giúp cho Hẻm Jadeo có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video hẻm jdo trân trọng cảm ơn tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm Jado ngày hôm nay Để giúp cho Hẻm Jado có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói Chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được ghi ở phần mô tả bên dưới mỗi video Hẻm Jado trân trọng cảm ơn Chương 2 Trời Ban Anh Hùng Tiết 1 Thương Gia Mưu Quốc nhắc đến tần thủy hoàng thì luôn phải nhắc đến một người khác người thương gia nổi tiếng nhất thành công nhất trong lịch sử trung quốc đấy chính là thừa tướng lã bất vi đại danh lẫy lừng sách lược thiên tài của lã bất vi có lẽ là kế hoạch kinh doanh có sức sáng tạo nhất trong lịch sử loài người và kế hoạch ấy đã thành công mỹ mãn hạng mục kinh doanh của ông chính là đế quốc đại tần vĩ đại của lịch sử loài người tần thủy hoàng là con trai của tần trang tương vương tần trang tương vương vốn tên dị nhân cháu của tần thiệu vương con trai của tần hiếu văn vương ban đầu ông là chất tử con tin được nước tần đưa đến nước triệu ông vốn là con tin chẳng chút hy vọng có thể đăng cơ chức tần vương nhưng dưới tài kinh doanh của lã bất vi ông đã trở thành người thừa kế vương vị sau cùng đăng cơ vương vị chất tử tức con tin thời bấy giờ chiến loạn giữa các nước vì để nhận được sự tin tưởng của các nước lớn các nước nhỏ hơn yếu hơn phải con tin đến nước lớn ấy làm vật cầm cố đa số các con tin là các vương tử hay thế tử xưa gọi là chất tử đôi lúc các nước mạnh vì muốn nhận được sự quy phục và ủng hộ của các nước yếu hơn cũng phải con tin đến các nước ấy dị nhân bị đưa đến nước triệu thuộc tình trạng trên Lúc bấy giờ, Tần Thiệu Vương vẫn tại vị, Tần Hiếu Văn Vương vẫn chỉ là thái tử mà thôi. Tần Hiếu Văn Vương được gọi là An Quốc Quân. An Quốc Quân rất nhiều vợ, ông có hơn 20 người con, Dị Nhân nằm trong số ấy. Mẹ của Dị Nhân không được sủng ái trong số các con trai của An Quốc Quân, Dị Nhân chẳng hề được xem trọng, vì thế ông mới bị đưa đến nước Triệu làm con tin sau khi dị nhân đến nước triệu thì chẳng còn vị chính khách nào của nước tần quan tâm đến vị công tử an cư ở nước triệu này nữa sau này nước tần vi phạm quy ước nhiều lần giao chiến với nước triệu dị nhân chịu liên lụy chẳng những ông nhận được sự đối đãi chính đáng mà còn bị căm ghét đồng thời sự viện trợ của nước tần cho ông cũng rất ít nên cuộc sống của dị nhân vô cùng bần cùng gian khổ ông bị người nước triệu đối xử lạnh nhạt bị họ xem thường, rõ ràng ông đã trở thành vị công tử thấp hèn lưu lạc nơi đất khách quê người. Lạ Bất Vi là quý nhân của dị nhân, dị nhân cũng là quý nhân của Lạ Bất Vi. Lạ Bất Vi vốn là người bọc dương nước vệ, sau này ông trở thành thương gia nổi tiếng ở Dương Địch. Ông rất có đầu óc kinh doanh, ông chuyên đầu tư vào việc buôn bán, thông qua việc đi lại nhiều nơi, mua rẻ bán đắt. Sau cùng, gia sản của ông ngày càng dày hơn, ông trở nên giàu có khắp cả một vùng. Sau này, là bất vi đến kinh thành hàm đan của nước triệu, ngẫu nhiên ông gặp được dị nhân bần cùng nghèo khổ, cho rằng dị nhân là món hàng có thể đầu tư, nên ông quyết định lợi dụng dị nhân để thực hiện mưu đồ kinh doanh, đạt lợi nhuận lớn hơn bất kỳ vụ mua bán thông thường nào. Bản thân là người thương gia thành công, đã bất vi thường lui tới nhiều thành thị của các nước đối với cục diện chính trị của các nước ông cũng rất am hiểu ông biết rõ rằng kinh doanh tuy có thể làm giàu đạt lợi nhuận cao nhưng trong xã hội trọng nông khinh thương thì địa vị của người thương gia suy cho cùng vẫn không được xem trọng nếu ông có thể giúp dị nhân trở thành tầng vương tuy vốn đầu tư rất lớn hơn nữa mạo hiểm cũng không nhỏ nhưng lợi nhuận thu về thì lại lớn gấp nhiều lần so với những vụ mua bán thông thường không những tài quyền lưỡng thu mà còn có thể quan tông diệu tổ thậm chí sẽ để lại trang sử huy hoàng cho đời sau tuy là bất vi rất thông minh nhiều mưu lược nhưng để ý tưởng sáng tạo ấy thật sự trở thành hiện thực thì cần đến dũng khí rất lớn suy cho cùng thì đầu tư vào chính trị không giống chuyện kinh doanh thông thường kinh doanh thất bại thì có thể làm lại từ đầu nhưng đầu tư vào chính trị khi đã thất bại thì sẽ thua lỗ cả sinh mạng mình vào vụ đầu tư ấy, thậm chí sẽ đối diện với nguy cơ bị chu di cả dòng tộc. Trợ giúp dị nhân đăng cơ vương vị chẳng những là chuyện vô cùng mạo hiểm, và đấy còn là sự đánh cược về chính trị mang tính chất sinh tử. Để đưa ra quyết định như thế, không chỉ cần đến sự tác động cực lớn từ sức cám dỗ của lợi nhuận, mà còn phải chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Lã Bất Vi muốn nghe ý kiến của cha mình để chứng minh thực tiễn tính khả thi của ý tưởng của mình. Thế là ông bàn bạc với cha mình. Ông hỏi cha, làm ruộng cái đất một năm thu lợi nhuận bao nhiêu? Lợi nhuận đạt khoảng gấp 10 lần, cha ông đáp. Vậy còn đầu tư vào kinh doanh mua bán trang sức châu báu Ít nhất cũng lợi được gấp trăm lần. Còn hỏi thế để làm gì? Hài Nhi muốn hỏi tiếp, nếu đầu tư vào chính trị, lập quân chủ, định quốc gia, thế thì thu lợi nhuận thu về là bao nhiêu? Thế thì chẳng thể tính được, cha ông đáp. Thế là Lã Bất Vi đem ý tưởng trợ giúp dị nhân đăng cơ vương vị nước tần nói cho cha mình biết. Lập vua trị nước, lợi nhuận lớn vô cùng, hơn nữa có thể truyền lại cho người sau, những thứ lợi khác không thể tính toán. Hài Nhi hạ quyết tâm kết giao với dị nhân, trợ giúp dị nhân trở thành quân chủ nước tần để giúp cho lã thị gia tộc của chúng ta vang danh muôn đời cha của lã bất vi cảm thấy sự việc rất hệ trọng nhưng với người biết nhìn xa trông rộng như ông sau một hồi trầm tư nghĩ suy kỹ càng ông cho rằng nên thử xem sao và căn dặn con trai cẩn trọng hành sự thế là ngày hôm sau lã bất vi đến diện kiến dị nhân ông thẳng thắn nói tôi có thể giúp công tử rạng danh gia tộc dị nhân cười nói rạng danh gia tộc ta ư hay rạng danh gia tộc nhà ngươi trước là bất vi trịnh trọng nói chắc công tử có điều không biết gia tộc của tôi phải nhờ đến công tử mới có thể rạng danh dị nhân nghe xong biết rằng có hàm ý ẩn chứa trong lời của lã bất vi bèn mời lã bất vi đến phủ của mình để nói chuyện lã bất vi nói tần thiệu vương đã già ăn quốc quân là thái tử không chừng ngày nào đấy sẽ kế vị thành tần vương Tôi nghe nói trong số những thê thiếp của An Quốc Quân có vị hoa dương phu nhân rất được sủng ái. Tuy bà ấy không hạ sinh được con trai, nhưng nếu phải lập người thừa kế, người ấy chắc chắn sẽ là hoa dương phu nhân. Công tử là người trong số hơn 20 người anh em. Ngày không được An Quốc Quân xem trọng, phải làm con tin ở nước người. Một khi thiệu vương băng hà, An Quốc Quân trở thành tần vương. Công tử sẽ chẳng có chút hy vọng nào để tranh giành chức vị thái tử với những người anh em khác dị nhân bị nói trúng nỗi đau ông nói vâng nhưng tôi phải làm cách nào là bất vi nói tôi biết công tử làm khách nơi này rất khổ sở chẳng có tiền bạc để mua chuộc các mối quan hệ hoặc kết giao với những vị thượng khách bất vi tôi tuy không giàu sang nhưng tôi nguyện ra nghìn lượng vàng để đến nước tần làm thuyết khách nói giúp công tử với an quốc quân và hoa dương phu nhân để họ nguyện ý lập công tử đây làm người thừa kế Dị nhân hiển nhiên rất mừng vui, cúi đầu cảm tạ. Nếu cái sách của ngài thành công, tôi thật sự đăng cơ vương vị, tôi nguyện cùng ngài chia sẻ lãnh thổ nước tần. Thế là Lã Bất Vi giao 500 lượng vàng cho dị nhân để làm phí sinh hoạt hàng ngày và dùng để kết giao với các thượng khách. Lã Bất Vi dùng thêm 500 lượng vàng để mua các thứ quý giá khác để mang đến nước tần làm thuyết khách thủ đoạn kết hợp chính trị với kinh tế của lã bất vi khiến cho dị nhân trở thành quân cờ trong cả sự việc trong quá trình nói chuyện với dị nhân lã bất vi nắm bắt được suy nghĩ của dị nhân và dùng những lời lẽ khích tướng để nói đúng vào nỗi đau của dị nhân về kinh tế lã bất vi dùng nghìn lượng vàng để làm kinh phí mua chuộc các mối quan hệ từ nhiều phía về mặt chính trị lã bất vi chỉ điểm cho dị nhân biết phải dựa vào hoa dương phu nhân để giành lấy vị trí người thừa kế trong lịch sử những người tài trí thông minh rất nhiều họ thường có rất nhiều kế sách hay nhưng họ lại thiếu sự can đảm thiếu sự dũng cảm và khí phách để hành động vì thế họ thường chẳng thể biến những ý tưởng của mình thành hiện thực nên người muốn thành việc lớn không chỉ phải biết suy tính có mưu lược mà còn phải dám mạo hiểm dám hành động nếu không dù là ý tưởng hay đến đâu thì cũng chỉ trăng dưới nước hoa trong gương đến nước Tần là bất vi không trực tiếp đến cầu kiến An Quốc Quân và Hoa Dương Phu Nhân mà ông đến gặp chị của Hoa Dương Phu Nhân là bất vi nói với bà về tài đức và trí tuệ của dị nhân ông nói dị nhân quen biết với các chư hầu thượng khách khắp nơi đều có bạn bè dị nhân là người lòng giả phóng khoáng ôm ấp hoài bão lớn là bất vi còn nói dị nhân thân ở nước người ngày đêm nhớ về An Quốc Quân và Hoa Dương Phu Nhân ông nói dị nhân thường nói thế này hoa dương phu nhân là bầu trời của dị nhân đến nửa đêm dị nhân vẫn luôn rơi lệ chẳng thể yên giấc sau cùng lã bất vi nhờ chị gái của hoa dương phu nhân chuyển lễ vật và lời thăm hỏi của dị nhân đến hoa dương phu nhân đến cung của hoa dương phu nhân chị của hoa dương phu nhân kể lại tình trạng của dị nhân và chuyển hậu lễ của dị nhân cho bà hoa dương phu nhân rất vui và bà bắt đầu có ấn tượng tốt với dị nhân chị của hoa dương phu nhân nói với bà chị nghe nói những nữ nhi dùng vẻ đẹp của mình để hầu hạ nam nhân khi về già thì tình yêu của người nam nhân đối với họ sẽ giảm đi rất nhiều hiện tại em hầu hạ thái tử tuy được sủng ái nhưng em không có con trai vì vậy nhân lúc dân mạo còn chưa lụi tàn em nên sớm có chủ trương chọn một người hiếu thảo trong số các công tử làm con lập người ấy làm người kế thừa như thế lúc vua quân còn sống em có thể nhận được sự tôn trọng gấp hai lần khi phu quân mất con trai em thành vương em cũng chẳng bị thất thế nếu em không nhân lúc mình còn trẻ đẹp để đưa ra quyết định thì đợi đến nhan sắc phai tàn không còn được sủng ái thì muốn nói một lời thôi cũng chẳng ích gì đúng thế em cũng thường nghĩ đến vấn đề ấy nhiều đêm mất ngủ cơm nước không ngon chẳng biết phải làm sao nay được chị nhắc nhở em đã thông suốt tất cả hoa dương phu nhân đáp hiện tại trong số các công tử dị nhân là người tại hiếu vẹn toàn dị nhân biết rõ mình không thể là người kế nghiệp vương vị mẹ của công tử cũng chẳng được sủng ái nên công tử tình nguyện nương tựa vào em nếu trong thời khắc quan trọng này em có thể nâng đỡ dị nhân thành người kế vị thì em sẽ được sủng ái trọn đời ở nước tần nghe xong hoa dương phu nhân vô cùng tán đồng cách nói của chị mình thế là hoa dương phu nhân tìm cơ hội giả vờ vô đau xót nói với an quốc quân dị nhân làm con tin ở nước triệu là người hiền tài quen biết nhiều chư hầu thượng khách bạn bè nhiều những người kết giao với dị nhân đều khen dị nhân là người tài đức song hành lúc nhắc đến chuyện dị nhân ngày đêm nhớ về thái tử hoa dương phu nhân nói trong nước mắt thần thiếp ở hậu cung được sự thương yêu của thái tử là phúc của thần thiếp điều bất hạnh là thiếp không sinh được con trai dị nhân là người hiền đức hiếu thảo thiếp nguyện nhận công tử làm con và lập công tử làm người kế thừa như thiếp cũng sẽ có chỗ để nương tựa an quốc quân không thể kìm lòng trước sự thỉnh cầu của người phụ nữ mình yêu sau cùng đã chấp nhận thỉnh cầu của hoa dương phu nhân hẹn rằng sẽ lập dị nhân là người kế thừa vương vị tiếp ngay sau đấy an quốc quân và hoa dương phu nhân giao cho dị nhân số ngân lượng rất lớn và mời lã bất vi làm người trợ giúp cho dị nhân từ đấy danh tiếng của dị nhân ngày càng tăng kết giao với nhiều chư hầu lã bất vi dùng đòn đánh tâm lý để nắm thế chủ động ông dùng sự cám dỗ của danh lợi để từng bước biến hoa dương phu nhân cũng trở thành quân cờ trong bàn cờ của ông để bà giúp dị nhân giành quyền kế nghiệp vương vị dị nhân được lập làm người kế thừa kế hoạch tài tình của lã bất vi đã thành công một nửa đồng hành cùng với lần giao dịch này còn có một âm mưu động trời Đấy chính là sự ra đời của doanh chính. Các bạn vừa theo dõi tập thứ nhất về nhà Tần, một triều đại với tiếng vang lẫy lừng, đầu tiên của thế hệ phong kiến, một nhà nước với khối lượng văn hóa đồ sộ, mang tính chất bành trướng xâm lược. Video đến đây xin được khép lại. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 2. Kính chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.